Nó đến từ bóng đêm, trình rập bạn mãi mãi không ngừng nghỉ. Trời ơi, khi mà Mark nhận được cái câu trả lời này các bạn thì hoang mang ngỡ ngàng chứ các bạn. Cái câu trả lời gì mà nó không, bây giờ mày cho tao rời khỏi hay là mày không cho tao rời khỏi thì mày nói thẳng. Bây giờ mày cứ cái gì mà hù hù các bạn, chơi hù các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kim Kể. Và ngày hôm nay Kim cùng với các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái trò chơi khá là huyền bí và đáng sợ đến từ đất nước Mexico. Đó là trò chơi Red Book, và chúng ta có thể tạm dịch đó là quyển sổ màu đỏ hoặc là quyển sách màu đỏ. Trò chơi này là một cách thức để chúng ta có thể liên lạc và hỏi một cái linh hồn nào đó, và chúng ta có thể nhờ cái linh hồn đó để có thể dự đoán được tương lai. Thật ra thì cái khả năng chính xác của nó các bạn không phải là chúng ta sẽ hỏi và các linh hồn nó sẽ trả lời một cái cách rất là rõ ràng và cụ thể, mà thông qua cái quyển sách màu đỏ chúng ta sẽ nhận được những cái câu trả lời và chúng ta phải tự suy nghĩ và tự mình ngẫm đoán những cái ý nghĩa trong những cái câu trả lời đó. Thì chi tiết như thế nào thì Kim sẽ giải thích ở cái phần sau của cái trò chơi, cùng với một cái câu chuyện vô cùng kinh dị và đáng sợ của bốn người bạn đã tham gia cái trò chơi này và họ đã gặp những cái chuyện như thế nào. Và trước khi mà nói về luật chơi của cái trò chơi này đó các bạn, thì Kim có một cái cảnh báo dành cho các bạn, đó là trò chơi tâm linh không bao giờ là đơn giản và có những chuyện gì sẽ xảy đến chúng ta không thể nào lường trước được. Người thì ở thế giới của người và ma thì ở thế giới của ma, cho nên là chúng ta chỉ tìm hiểu để có thể biết được những cái trò chơi liên quan về tâm linh hoặc là những cái cách thức để triệu hồi những hồn ma thôi. Chúng ta chỉ tìm hiểu để biết thôi, để cho vui thôi, để thỏa mãn những cái nhu cầu về tò mò và sự hiếu kỳ của chúng ta thôi, chứ đừng bao giờ dấn thân vào những cái trò chơi nguy hiểm mà chúng ta sẽ không biết được những cái chuyện gì sẽ chờ đợi chúng ta phía trước. Và đó là cảnh báo của Kim. Và sau này nếu mà Kim có kể hoặc là có nói về những cái trò chơi có liên quan đến những hồn ma, những cái trò chơi tâm linh cũng giống như ngày hôm nay, thì Kim cũng sẽ cảnh báo với các bạn đó là những cái trò chơi liên quan đến ma và những cái trò chơi liên quan đến thế giới tâm linh thì chúng ta đừng nên thử dù chỉ một lần. Và để có thể thực hiện được trò chơi này đó các bạn, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái cuốn sách, và dĩ nhiên là nó sẽ có cái bìa màu đỏ các bạn. Và cuốn sách này là một cuốn sách đã có sẵn nội dung rồi nha các bạn. Và để thực hiện trò chơi này thì phải từ tối thiểu là hai người trở lên đó các bạn, một người thì chúng ta sẽ không chơi được cái trò chơi này. Chúng ta cũng phải cần có một cái ngọn nến để thắp sáng căn phòng, và chúng ta sẽ không sử dụng đèn điện nha các bạn. Ở bước đầu tiên thì người chơi sẽ đặt lòng bàn tay của mình lên trên cái bìa sách đỏ đó, và chúng ta sẽ nhắm mắt lại các bạn, và chúng ta sẽ phải tập trung thật sự là tập trung tuyệt đối các bạn, và chúng ta sẽ không suy nghĩ những cái thứ lung tung linh tinh ở phía bên ngoài, và chúng ta tập trung nhắm mắt lại và hỏi quyển sách rằng: sách đỏ, tôi có thể bước vào trò chơi của bạn được không? Bước 2, chúng ta vẫn nhắm mắt lại nha các bạn, nhưng mà tay của chúng ta sẽ bắt đầu mở cái quyển sách đỏ đó ra, và tay của chúng ta sẽ chỉ vào một cái câu nào đó, một cái vị trí nào đó bất kỳ ở cái trang mà chúng ta đã lật tới. Nó cũng là một cái trang ngẫu nhiên nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ mở mắt ra và đọc cái câu mà chúng ta vừa chạm tay vừa chỉ tay vào trong đó, và chúng ta sẽ phải diễn giải cái câu đó theo một cái ý nghĩa nào đó. Nếu mà cái câu trả lời đó đó các bạn, nó là một cái câu trả lời tích cực, nó có một cái ý nghĩa rõ ràng cụ thể là khẳng định hoặc là xác nhận là bạn có thể vào cái trò chơi, bạn có thể vào cái game sổ đỏ này, hoặc cái ý nghĩa của nó, chúng ta khi mà chúng ta đọc cái câu đó, chúng ta diễn giải cái câu đó, chúng ta cảm thấy là ừ, có vẻ như là nó có một cái ý nghĩa là sẽ đồng ý, hoặc là nó sáng nghĩa, nó khiến cho chúng ta cảm thấy nó tích cực đó các bạn, thì chúng ta có thể vào cái trò chơi này. Có nghĩa là linh hồn nào đó đã chấp nhận chúng ta vào cái trò chơi sách đỏ. Còn nếu như mà cái câu mà chúng ta chỉ vào đó các bạn nó quá tối nghĩa, hoặc là nó mang một cái hàm ý phủ định, một cái hàm ý phủ nhận gì đó, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải hỏi lại, chúng ta cần phải thử lại, thực hiện lại để có thể vào được cái trò chơi. Đó là chúng ta sẽ phải hỏi lại là sổ đỏ, tôi có thể vào chơi cái trò chơi này được không? Và lần lượt những người chơi sẽ đều phải hỏi cái câu hỏi đó để có thể tham gia trò chơi. Những người nào đã được chấp nhận, đã được đồng ý vào trò chơi rồi đó các bạn, thì có thể đặt những cái câu hỏi tiếp theo để cho cái linh hồn trong sổ đỏ trả lời. Còn những người nào mà chưa được đồng ý đó các bạn thì vẫn phải lại thử lại cái bước đầu tiên. Và bước thứ năm là bước cuối cùng, sau khi mà chúng ta đã hỏi tất cả những cái câu hỏi mình muốn hỏi sổ đỏ rồi, thì chúng ta sẽ hỏi rằng: sổ đỏ, tôi có thể rời khỏi game của bạn được hay không? Là tôi có thể rời khỏi trò chơi của bạn được hay không? Và các bạn chỉ có thể rời khỏi trò chơi khi mà tất cả các người chơi, ví dụ như bốn người thì phải là hoàn toàn tất cả là bốn người các bạn, hoặc là vẫn còn lại một người trong số những người chơi chưa được phép rời đi, thì trò chơi vẫn phải được tiếp tục, và cái người đó phải liên tục hỏi sổ đỏ rằng là người đó có được phép rời đi hay không.
Trò chơi chỉ thật sự kết thúc khi nào tất cả mọi người đều được sổ đỏ cho phép rời đi. Và bây giờ thì Kim sẽ kể lại cái câu chuyện trải nghiệm cái trò chơi sổ đỏ này của một cái nhóm bạn 4 người. Họ đã chơi cái trò chơi này như thế nào và họ đã gặp phải những cái chuyện ghê rợn như thế nào các bạn. Và khi mà kể lại thì Kim sẽ đặt tên lại cho bạn này là tên là James để tiện cho việc kể chuyện. Và ba người bạn khác thì Kim cũng sẽ đặt lại tên James, Mark, Mary và Linda đã tập trung lại tại nhà của James để thực hiện cái trò chơi này vào buổi tối. Khi đó đó các bạn thì cả nhà của bạn đã đi vắng rồi, cả nhà của James không có ai ở nhà hết. Và James đã rủ ba người bạn của mình tới nhà để chơi. Họ vào trong phòng của James và đóng kín phòng lại, các bạn tắt hết điện, sau đó thắp nến lên và chuẩn bị một cái quyển sách màu đỏ dĩ nhiên và thực hiện cái trò chơi này. Và cái người bắt đầu trò chơi thực hiện thử thách đầu tiên đấy các bạn, đó chính là James. Khi đó James cũng vẫn tập trung tinh thần của mình, đặt lòng bàn tay của mình lên bìa của quyển sách đỏ và hỏi: "Sách đỏ, tôi có thể bước vào trò chơi của bạn được hay không?" Sau đó James mở ra một cái trang đầu tiên trong quyển sách, đặt ngẫu nhiên cái ngón tay của mình vào một cái câu nào đó bất kỳ, một cái vị trí nào đó bất kỳ trên cái trang giấy. Và khi mà cậu mở ra cậu đọc đó các bạn, cái câu đó là cái gì thì James không có kể rõ, nhưng mà nó là một cái câu hoàn toàn vô nghĩa các bạn, khá là tối nghĩa. Và điều đó có nghĩa là James phải thực hiện lại cái trò chơi này. Cái người thứ hai tiếp tục thực hiện cái trò chơi này đó các bạn, đó chính là Mary. Nhưng mà xui một phát của các bạn là Mary lại đặt cái ngón tay lên trên cái trang giấy trắng, cho nên là phải nhường lại cái quyền chơi cho người thứ ba, và đó là Mark. Và Mark đặt lòng bàn tay vào trong quyển sách và hỏi rằng: "Sách đỏ, tôi có thể vào game của bạn được hay không?" Và câu trả lời đó là cái câu mà Mark chỉ vào đó các bạn, đó chính là: "Tôi sẽ cho bạn một cơ hội." Họ chơi thêm vài lượt nữa các bạn, nhưng mà cũng chỉ có Mark có thể vào được cái trò chơi mà thôi, còn ba người kia thì vẫn chưa được. Khi đó đến lượt của James chơi lại đó các bạn, thì James nhận được một cái câu trả lời rất là bối rối, khiến cho James rất là bối rối các bạn, đó là những cái người nào mà càng kiên trì thì sẽ càng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Thì đại loại đó các bạn là không phải phủ nhận nhưng mà cũng không khẳng định là có thể vào được cái trò chơi. Đại loại là bảo James là cứ kiên trì chơi cái trò chơi này tiếp tục. James tiếp tục đưa cái quyển sách cho Mary thì Mary vẫn không có được vào các bạn. Và đến lượt của Mark các bạn thì Mark và Linda đã được vào trong cái trò chơi rồi. Còn James thì cứ lơ lơ lửng lửng, chưa vào mà cũng không phải là bị từ chối. Còn cái người thứ hai là Mary thì vẫn chưa được. Thì không biết khi đó Mark đó các bạn vô tình ngẫu nhiên suy nghĩ ra cái câu hỏi đó thôi, hay là ổng muốn hù ba người bạn của mình, ổng muốn dọa ba người bạn của mình các bạn. Ổng mới hỏi rằng là: "Sách đỏ, trong nhà này có ma phải không?" Ông hỏi như vậy đó các bạn. Sau đó Mark mở quyển sách ra và nhận được câu trả lời rằng: "Con người luôn luôn tò mò và tìm kiếm cho những cái câu trả lời mà họ chưa được biết." Cũng lơ lơ lửng lửng luôn các bạn, cũng khá là mập mờ, nhưng mà đại loại nó cũng có liên quan tới cái câu hỏi mà Mark đã hỏi khi nãy, đó là trong nhà này có ma hay không. Quay về lượt của James, khi nãy các bạn James đã nhận được cái câu trả lời đó là người kiên trì thì sẽ đạt được mục tiêu của mình đúng không các bạn, thì ổng đánh liều luôn các bạn, khi này là không có hỏi yes hay no nữa mà hỏi thẳng luôn. Bây giờ là coi như là được sổ đỏ chấp nhận, được sách đỏ chấp nhận vào trong cái game này đi. Thì khi đó James mới hỏi rằng là tối nay sách đỏ, tối nay tôi có an toàn hay không? Không biết các bạn hỏi như vậy thì khi đó cái câu trả lời khiến cho James phải rùng mình các bạn, không biết là ngẫu nhiên hay thật sự là có linh hồn đang trả lời cho James cái câu hỏi đó. Thì khi đó sách đỏ trả lời rằng sẽ có hai người đàn ông xuất hiện và khiến cho giấc mơ của bạn trở thành một cơn ác mộng. Không biết ý nghĩa là như thế nào nữa các bạn, khá là đáng sợ, và nó hoàn toàn trùng hợp với cái câu hỏi mà James vừa hỏi. Tại sao trong cái quyển sách đó các bạn, nó có rất là nhiều những cái câu, nó có rất là nhiều những cái từ, những cái đoạn văn mà James lại chỉ ngay đúng vào cái câu đó. Sau đó đó các bạn thì không biết là có gió ở bên ngoài thổi vào hay sao các bạn, hay là một cái sự kiện tâm linh các bạn, mà đột nhiên cái ngọn nến mà họ thắp đó các bạn, nó lung lay các bạn, khiến cho khi này vừa nhận được cái câu trả lời đó xong rồi cái ngọn nến còn như vậy nữa các bạn, thì khiến cho James khá là sợ, và rất là cái sự sợ hãi lộ rõ trên cái gương mặt của James. Và một người con trai mà các bạn, cho nên là khi đó các bạn ba cái người kia kiểu giống như là mắc cười các bạn, họ không có sợ mà chỉ có James sợ thôi, thì họ mới cười cười James. Và khi đó đó các bạn thì Mark còn chọc James là ổng mới nói rằng là tao nghĩ là tối nay tao sẽ ngủ với mẹ tao cho đỡ sợ, kiểu giống như là Mark đang chọc James, đang hù James tức các bạn, nhưng mà không có nói thẳng là James mày đi ngủ với mẹ mày đi, tao thấy mày sợ quá rồi mày ngủ với mẹ mày đi, không có nói như vậy các bạn, mà kiểu cố tình đó các bạn, kêu là thôi chắc là tao ngủ với mẹ tao, tao sợ quá tao ngủ với mẹ tao.
kiểu là nói chính mình nhưng mà thực ra là đang chọc James, và kiểu giống như là nói là James mày nhát gan quá, thôi mày đi về mày ngủ với mẹ mày đi, nhưng mà thực ra là không có chọc thẳng thừng, kiểu giống như là khi mà mình chọc bạn mình một cái gì đó đấy các bạn thì mình không có nói thẳng là ơi mày đồ nhát gan này kia kia nọ, nhưng mà sẽ nói là ơi sợ quá ơi sợ quá kìa, kiểu vậy. Như vậy đó các bạn, thì Mark ổng chọc James như vậy đó các bạn. Sau đó đó các bạn thì đến lượt của Mary, thì Mary vẫn là cái người duy nhất chưa có được vào cái game. Khi đó Mary lại tiếp tục hỏi các bạn và nhận được một cái câu trả lời thẳng thừng luôn các bạn, kiểu như là trời nãy giờ tao đã nói tao đã cố tình là tao không cho mày vào rồi mà sao mày cứ lầy hoài. Thì bây giờ là trả lời thẳng thừng luôn các bạn, đó là biến đi, không còn cơ hội nào cho bạn nữa. Trong tất cả những cái câu mà ở trong sách đó các bạn, tại sao Mary không chỉ mà là chỉ ngay vào cái câu đó, thì cái sự trùng hợp ngẫu nhiên nó dường như còn hơn cả cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sao? Ý là đó các bạn, nói trùng hợp quá mức các bạn, khiến cho James và những người bạn của mình cảm thấy khá là sợ hãi và lo lắng các bạn. Tại sao nó lại có thể trùng hợp đến cái mức đáng sợ như vậy? Theo vòng thì Mark là người tiếp theo đặt câu hỏi. Khi này Mark hỏi rằng sách đỏ, liệu rằng khi mà tôi rời đi, tức là khi mà tôi rời khỏi cái trò chơi đó các bạn, thì có cái việc gì hay là có cái chuyện gì sẽ xảy ra hay là không? Và cái câu trả lời mà Mark nhận được đó là mẹ của bạn, người luôn luôn yêu thương bạn hết mực, sẽ không bao giờ để mắt tới bạn nữa. Không hiểu tại sao Mark lại chỉ ngay vào cái câu đó các bạn, và khiến cho những người bạn của Mark khi này nhìn Mark và khá là hoang mang và lo sợ các bạn. Tại vì vừa nãy như chúng ta biết là Mark đã cố tình chọc James bằng cái câu nói đó là tao nghĩ là tối nay tao sẽ ngủ với mẹ của tao, và Mark lấy mẹ của Mark ra để mà chọc James, thì bây giờ lại nhận được một cái câu trả lời có liên quan tới mẹ của anh ấy, cho nên là khiến cho mọi người cảm thấy khá là hoang mang và nghĩ rằng đây không hẳn là một cái sự trùng hợp đâu, mà nó là có một cái gì đó là được sắp đặt từ trước rồi. Khi này bầu không khí càng trở nên căng thẳng các bạn, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì khi đó các bạn Mary mới lên tiếng và nói với Mark rằng là Mark, cậu có nghĩ là có khi nào cái câu trả lời này nó có liên quan tới cái việc khi nãy cậu nói đùa về cái việc mà có liên quan tới mẹ của cậu hay là không? Cậu đề cập tới mẹ của cậu, cậu nói đùa như vậy thì bây giờ lại nhận được cái câu trả lời có liên quan tới mẹ của mình. Mark lo sợ các bạn nhưng mà vẫn cố nén cái cơn sợ hãi của mình lại và không để cho những người bạn của mình biết. Là tụi nó chọc mình thì sao, nãy nãy mới chọc, vừa mới chọc game xong bây giờ ông lấy mình sợ đi, thì tụi nó sẽ cười vô mặt của mình. Cho nên là Mark mới nói là câm miệng đi, cậu im đi, cậu câm miệng đi. Mark nạt Mary như vậy luôn các bạn. Khi này Linda mới lên tiếng và nói rằng là điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng và trùng mình, hay là bây giờ chúng ta dừng cái trò chơi lại tại đây đi, không có chơi nữa. Khi đó Linda lo lắng và nói như vậy các bạn, thì Mark mới trả lời rằng là nhưng mà chúng ta phải làm theo đúng cái luật chơi, đó là chúng ta phải xin phép dừng cái trò chơi, xin phép rời cái game, chứ không thể nào mà nghỉ ngang như vậy được. Khi đó Linda mới lấy lại cuốn sách đỏ và hỏi sách đỏ rằng là sách đỏ, tôi có thể rời khỏi trò chơi được không? Thì Linda đó các bạn, cô ấy làm theo tất cả những cái bước và chỉ vào cái câu ở trên sách, và cái câu mà Linda nhận được đó là chỉ có hai người có thể rời đi. Tự nhiên trong cái cuốn sách đỏ các bạn chỉ đúng cái câu chỉ có hai người có thể rời đi. Mình vừa hỏi là tôi có thể rời khỏi trò chơi được không, sách đỏ thì lại nhận đúng cái câu trả lời là chỉ có hai người có thể rời đi. Nhưng mà chỉ có một mình Linda là cái người đặt tay lên cái cuốn sách và hỏi cái câu đó, cho nên là chỉ có thể áp dụng với một mình Linda mà thôi. Mặc dù đó cái câu trả lời là chỉ có hai người có thể rời đi, nhưng mà chỉ có một mình Linda chơi thôi, cho nên là theo luật chơi là chỉ có một mình Linda mới được rời khỏi cái trò chơi thôi, còn những người khác thì vẫn phải làm theo cái đúng cái luật chơi, đúng cái thủ tục, đó là đặt tay lên cái cuốn sách hỏi rồi chỉ vào cái câu trả lời ở trong sách thì mới được phép rời đi. Cái người thứ hai đó các bạn được chấp nhận để rời khỏi trò chơi đó các bạn, đó chính là James. James đặt tay lên trên cái cuốn sách và sau đó chỉ đúng vào một cái câu đó là bạn có thể làm tất cả những cái gì bạn muốn mà không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào. James ra khỏi được nè, Linda ra khỏi được cái trò chơi này các bạn. Còn Mary, Mary thì nãy giờ đâu có vào được cái trò chơi đó các bạn, nãy giờ xin đâu có cho vô đó các bạn, kêu mày biến đi mày đừng có hỏi nữa đó các bạn. Cho nên là Mary không có cần phải thực hiện cái thủ tục là xin phép rời khỏi trò chơi, chỉ còn một mình Mark thôi. Thì khi này đó các bạn, Mark cũng làm theo đúng cái luật chơi, đó là hỏi là có thể rời khỏi cái game này được không. Cái câu trả lời mà Mark nhận được đó các bạn, đó là dành cho sự vĩnh cửu. Ý là nó không có trả lời thẳng thừng các bạn, sách đỏ không có trả lời thẳng thừng là yes hay là no, mà trả lời là vĩnh cửu. Bạn không biết vĩnh cửu này là mãi mãi ở trong cái game này, mãi mãi không được ra khỏi trò chơi hay là sao các bạn không biết. Nhưng mà rõ ràng là Mark hỏi là có thể rời khỏi trò chơi hay không, tại có nghĩa là Mark đang ở trong trò chơi. Nhưng mà cái câu trả lời là nhận được là dành cho sự vĩnh cửu, thì cái sự vĩnh cửu là ở trong cái trò chơi. Tạm hiểu, chúng ta tạm hiểu và dịch nghĩa và cách nghĩa như vậy, và những người
Những cái người bạn đang tham gia cái trò chơi này cũng nghĩ như vậy các bạn, và họ đang cảm thấy rất là lo lắng cho Mark. Mark run lên vì sợ hãi các bạn và tiếp tục thực hiện lại, hỏi lại. Và cái câu trả lời mà Mark nhận được khi này đó các bạn, nó còn khó chịu hơn là khi nãy nữa các bạn. Đó là nó đến từ bóng đêm, trình rập bàn mãi mãi không ngừng nghỉ. Trời ơi, khi mà Mark nhận được cái câu trả lời này các bạn thì hoang mang ngỡ ngàng chứ các bạn. Cái câu trả lời gì mà nó không, bây giờ mày cho tao rời khỏi hay là mày không cho tao rời khỏi thì mày nói thẳng. Bây giờ mày cứ cái gì mà hù hù các bạn, chơi hù các bạn. Cái gì mà bóng tối rồi rình rập mãi mãi rồi sự vĩnh cửu gì đó thì làm mình hoang mang chứ các bạn. Khi này đó các bạn thì James với Linda mới cười, mà kiểu cười cười trong lo lắng đó các bạn, cười gượng đó các bạn, kiểu như là nó trả lời vậy là sao? Ủa, nó trả lời vậy là nó cho hay là nó không cho? Hai người nhìn Mark mà cười bất lực đó các bạn. Ủa, rồi nó trả lời vậy là nó cho hay nó không cho? Kiểu cười mà cười trong lo lắng, cười trong sợ hãi đó các bạn. Này, Mark không có giữ được bình tĩnh nữa rồi các bạn, và trừng mắt nhìn James với lại Linda một cái là kêu hai đứa mày im đi, hai đứa mày đừng có cười, đừng có chọc tao nữa đó các bạn. Khi đó Mark mới lo lắng và lặp lại cái thủ tục, đó là lại hỏi là có thể rời khỏi hay không. Thì cái câu trả lời mà Mark nhận được khiến Mark vô cùng sợ hãi các bạn, đó là Mark đã chỉ tay đúng vào một cái câu, đó là không gì có thể cứu nổi bạn vào lúc này. Ở đột nhiên ngay khi mà nhận được cái câu trả lời đó các bạn, chưa hết hoang mang ngỡ ngàng nữa các bạn, thì đột nhiên ngọn nến ở trong đèn vụt tắt. Không có gió gì hết như các bạn, nhưng mà tự động những ngọn nến ở trên bàn nó vụt tắt luôn các bạn, và nguyên căn phòng chìm trong bóng đêm. Trời ơi, khi này bốn người bạn quá sợ hãi rồi các bạn, và đặc biệt cái người sợ hãi nhất là Mark. Bốn người bắt đầu mới lao lao ra bên ngoài các bạn, chạy ra bên ngoài, chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Và cái người mà chạy nhanh nhất đó các bạn có lẽ chính là Mark, chạy không ngừng luôn các bạn, chạy đến nỗi mà James kêu mà không dừng lại luôn á các bạn, chạy không ngừng nghỉ luôn các bạn, chạy ra ngoài và lao đi một mạch mà không biết ổng chạy cái kiểu gì mà ổng chạy rất nhanh các bạn, chạy nhanh và chạy không quan tâm, kiểu bất cần đời luôn các bạn, cứ lao đầu mà chạy, cắm đầu chạy trong đêm vậy đó các bạn. Đến nỗi là những người bạn của James cứ kêu, cứ hét lên kêu Mark có là dừng lại, nhưng mà Mark cứ cắm đầu Mark chạy các bạn. Mary và Linda mới đuổi theo Mark các bạn để kêu Mark dừng lại và đảm bảo rằng Mark vẫn ổn. Còn James thì không thể nào rời khỏi nhà của mình được, tại vì một lát mẹ của James về thì nếu mà hỏi rồi không thấy James ở đâu, rồi hỏi rồi bắt đầu lo lắng nữa các bạn cũng không được, thì James mới phải ở lại nhà, còn Linda và Mary thì đi kiếm Mark. Và James sợ hãi đến mức đó các bạn là không dám vào trong nhà luôn, và chờ mẹ về mới dám mở cửa đi vào trong nhà các bạn, đến nỗi như vậy không dám bước vào trong nhà luôn. Sau đó đó các bạn, tối hôm đó thì James mới nhận được cuộc gọi của Mary và Linda, thì họ gọi và nói rằng là dường như Mark đã mất tích các bạn. Hai người họ đã cố gắng đuổi theo Mark nhưng mà thấy Mark chạy chạy trong màn đêm đó các bạn, và sau đó thì hoàn toàn biến mất trong màn đêm luôn, và dường như là không hề nghe thấy cái tiếng gọi của Mary và Linda các bạn, gọi mãi nhưng mà không thấy Mark trả lời, và cứ chạy 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 và sau đó dường như là mất tích trong màn đêm luôn. Sau đó các bạn, Mary và Linda có hỏi người nhà của Mark nhưng mà họ nói rằng là Mark vẫn chưa có về nhà và Mark thật sự đã mất tích. Mọi người cố gắng gọi vào điện thoại di động của Mark rất là nhiều lần các bạn, nhưng mà điện thoại của anh ấy đã tắt máy rồi các bạn. Và một cuộc tìm kiếm lớn mà cảnh sát tổ chức đã được diễn ra, và cho tới hiện tại ba mẹ của Mark vẫn luôn đang tìm kiếm Mark và vẫn không thể tìm thấy được dấu vết nào của Mark các bạn. Và các bạn có nhớ là khi nãy đó các bạn, James có nhận được một cái câu trả lời trong cái cuốn sách đỏ đã trả lời lại James, một cái câu mà chúng ta chưa biết là nó có ý nghĩa như thế nào các bạn, đó là có hai người đàn ông sẽ đến và sẽ biến cho cái giấc mơ của bạn trở thành một cơn ác mộng. Cái người nhận được cái câu trả lời đó là James, nhưng mà liệu rằng hai người đàn ông đó là hai người đàn ông gì, và có phải là hai người đàn ông đã bắt cóc Mark hay không? Trẻ em các bạn còn đi học mà, thì người ta thấy người ta bắt cóc cũng không chừng. Nói chung là những cái vụ mất tích mà ở nước ngoài thì xảy ra rất là nhiều, lỡ nhiều khi Mark xui rồi bị ai đó bắt cóc thì sao các bạn. Mỗi đêm trước khi mà chìm vào giấc ngủ thì James luôn luôn nghe thấy một cái câu nói cứ vang lại trong đầu của mình. Có hai người đàn ông sẽ đến và họ sẽ biến giấc mơ của bạn trở thành một cơn ác mộng. Thật sự là cái trò chơi này nó có sự huyền bí và đáng sợ ở trong đó nha các bạn, nó có tâm linh ở trong đó. Tại sao không có gió mà những cái ngọn nến ở trong cái căn phòng của James lại tắt, và Mark biến mất đi đâu? Ví dụ như là Mark bị ai đó giết đi các bạn, hoặc là bị tai nạn nào đó và chết và qua đời, thì cũng phải tìm thấy xác của Mark. Đằng này không tìm bất kỳ được một cái tung tích nào của Mark hết. Và hai người đàn ông bí ẩn trong cái câu nói mà sách đỏ đã gợi ý cho James là hai người đàn ông nào, họ đến từ đâu và họ đã làm cái gì Mark hay không? Và cơn ác mộng mà James gặp phải mỗi đêm có phải đã liên quan tới cái sự mất tích của Mark hay không? Và dù sao cái trò chơi này thì cũng được tổ chức tại nhà của James, cho nên là cậu ấy có lẽ đã cảm thấy cắn rứt
Và cái sự ra đi, sự biến mất của Mark có thể đã khiến cho cậu ấy ám ảnh, khiến cho cậu ấy ám ảnh và bị ác mộng mỗi đêm. Cho nên là cậu ấy mới nhận được cái câu trả lời là sẽ có hai người đàn ông đến và sẽ làm cho bạn gặp phải những cơn ác mộng. Thì có thể là như vậy. Nói chung là chúng ta chỉ đoán thôi các bạn, bởi vì cái trò chơi này nó khá là huyền bí, nó có sự ngẫu nhiên trong đó, và cái sự ngẫu nhiên nó cũng rất là đáng sợ. Chúng ta không biết rằng đó là sự ngẫu nhiên, nó chỉ trùng hợp thôi, hay thật sự đó là cái sự tâm linh và huyền bí mà trò chơi đã mang lại. Và Kim đã cảnh báo rồi, những cái trò chơi mà liên quan tới sự tâm linh huyền bí, dù các bạn có tin hay là không tin thì chúng ta cũng đừng nên thử, bởi vì chúng ta sẽ không biết được rằng sẽ có chuyện gì xảy đến với chúng ta. Và đó là hết video của ngày hôm nay đó các bạn. Và Kim cảm ơn các bạn đã xem video này. Kim chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ tất cả các video trên kênh của Kim. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.